đi, chú đi, chú cậu chết đi. Đi chú cậu chết đi. Đi chú cậu chết đi, đi. Đi đi đi. Đi lỡ tả quá. Đi 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 đi. Chúng đi đứng tầm cỏ đây, tầm cỏ đây. Đi đi đi. Vô mà tắt cái mic này mày đi. Tao chú cậu chết, tao chú cậu chết. Mày, ngươi chửi mày, mày đâu kiếm tiền với tao mày. Chúng ta đang cổ sư hay cầu em anh em? Sao rồi chưa? Nhận chưa? Cầu, đi đi đi. Đi qua cầu, đi qua cầu, đi qua cầu luôn. Bỏ Yên Bạch đi, Yên Bạch. Yên Bạch đi được chưa? Thằng Yên Bạch nó bị nháo phải lộn thật thật. Thà. Nó lại nó đi một mình. Đi cầu. Chưa chưa cái cầu, chưa chưa cầu. Bà nó đóng đóng à, cô nó đập nó. Tiêu nó nè, thánh cô nè, của nó đó. Hacker của nó luôn, đạp tiêu. Một mình nó dặn ba tiêu đó. Đạp tiêu đó. Cần tiếng quyền của nó lên đó, tiếng quyền của nó lên đó. Hacker cô à. Cô mẹ thằng bo xe y thần nó hát quá vậy. Cũng hay cho bạn nhá. Hải chân nha, hải chân nha. Đạp tiêu vô, tao hết rồi. Sao nó vẫn đông ghê vậy. Ủa cái đàn đi, Nga bị đàn hết quá vậy. Đàn nó, đàn nó, đàn nó. Tiếp trận này, tiếp trận này. Nó giết rồi, gần chết hết rồi, giết 29 đó. Thằng lực, giết thiết quyền như vậy, giết thằng tình sinh, giết thằng tình sinh. Giết nó, đàn một cỡ, đàn đi tiêu, đàn tiêu, đàn tiêu đi. Đâu rồi, Nga bị đàn làm chết rồi vậy. Đàn đi, giết cổ sư nó, giết cổ sư nó. Ôi, thiên nhiên đâu rồi, thiên nhiên mà đâu. Trời ơi. Thiên nhiên đâu vào trong kìa, ở trong kìa thôi. Giết nó, không nhập. Tiếp tưởng nó vào. Những cái tiêu mẹ. Cổ sư, giết con cổ sư nó sao đeo giết. Đó, nó chết rồi. Đàn một cái thôi, đánh một cái trước thôi. Đánh một cái trước thôi. Một cái tiêu thôi. Ăn một cái trước đi. Cứ như người nó mất tiêu, cái tiêu nó mất tiêu rồi trời. Nó bao rồi. Dục tích đi vậy nè. Thì nó chết rồi kìa. Đám tiêu đi. Nếu mà đám tiêu luôn á. Bao nhiêu môn ở đâu? À, đâu, nó chặn đi. Đang vô tiêu, đang vô tiêu. Cẩn thận nó đi lùi phía sau nha. Nó đi phía sau lên đó. Nha bị đẹp quá đâu. Ừ. Nó chạy kia kìa, nó chạy tiếp kìa. Đánh cô đâu. Đánh tiếp đi. Nè, bước xe đơn nè. Mày nghe nè. Lấy vàng một cái chết. Chắc chắn nó đủ mấy ngay chỗ cái này nó đéo làm gì được à. Anh em bo xe đất nữa. Hai lên trên đủ hỗ trợ con thiếu vũ tiên nè. Ngâm một cái bị đạn chạy tới trên hỗ trợ thiếu vũ tiên nghiêm trọng. Vũ phạm luôn nè, đập tiêu đi. Đập con gì đó. Ca gì đó. Cơ tiên nữ, thiếu vũ tiên nữ. Thiếu vũ tiên nữ chứ, cũng có đập đó. Cái bị gian rồi. Từ từ đừng có đứng, con như cô có cho nó bắn xuống nha. Đồ á. Hai mươi cung từ trên bắn xuống nhà múa đi, thiên nhiên tiên đang múa lên múa. Sao ngang đan, mở múa xem ngang đan múa. Đi từ hồi sinh, từ hồi sinh, đánh đi. Cô xin. Chết hết hả? Còn kìa. Cô xin hết. Từ từ ấp tiếp. Cái gì hết bạch để thấy luôn. Thì nó đang muốn nãy giờ đây nè. Lo, đâu rồi? Bao nhiêu môn vậy nè? Bao nhiêu vậy vậy? Em hồi sinh rồi em chưa? Thiếu quyền quá lẻ, thiếu quyền quá lẻ. Cái tiêu nó bỏ dưới này nữa nè. Đừng đánh tiêu nó nữa, lên trên đánh cái tiêu nó đang chắc vô kìa. Lên cho nó chết đó, lên cho nó đạp chết. Không được rồi, đụng bị nó phá đó là không được rồi. Bây giờ đi. Chặn cảnh thôi. Tập trung lại. Dậy cái ở bút xem luôn. Chặn cuối luôn. Giết xong định đạt cái quyền bay vô.
giờ đánh sao tập trung đi, đi luôn lần nè. Nhanh xuống, xuống chặt cổng, đứng chặt cổng thôi nhá. Em có cái này tiêu chữa. Tập trung ngay cổng nha. Tiêu nó ra là chỉ còn 3 mấy% mà, đủ nó đập liền. Đúng rồi. Giờ nó có qua tất là nhai nó cũng đủ, còn 3 mấy% rồi. Lo có tiêu nào đâu? Có ở trong cầu, tiêu tiêu đang đi nè. Chỉ có đập thằng Minh nó bút chứ nó thả chết bây giờ. Đéo có xem tiêu Minh nó bút được rồi. Tao đéo có chuyện xem. Cái gì chặn ngoài cửa được rồi. Xuống lại đi. Tới qua được, tới. Nó từ xa từ lúc qua nha, đi qua lẻ Mày cũng xem. Ừ, nghe chiếu ra đó. Không vào nữa. Đừng vào nữa. Ở dưới nè. Đang tới nè. Có vô không em ngoài? Không vô. Ở ngoài. Mày đi ra ngoài dưới ơi, ra ngoài dưới ơi, tập trung lẻ đi, đủ á. Không có ai nè. Tập trung lẻ. Chặn nó một đợt rồi, Nam đi đè tập trung ơi. Kiếm chữ nó nè, nó ra lũ xuống lớn nè. Đập nó tiêu ra luôn, tay chiếm mấy cái kìa, đập vô, đập cho tiêu vô, kiếm nó đập tiêu. Cái tiêu nó ra kìa. Bên chạy. Đang đi, tiêu nó không có phổ tiêu, có gì hết. Đập cho tiêu, tiêu cho tiêu ra, quẩy tiêu. Bỏ kiếm cái gì. Đập cho tiêu, Xem đây. Cái ông cái đặt 30 môn đâu? 30 môn đâu? Đặt ngay mới kiếm nó. Ô chết. Chết rồi, cứ trưởng lên xuống nha, đang tiêu lẻ lên. Dán bơm máu trụ. Còn kêu thằng nhờ một thiên, còn gì đó, thiên lên nữ ở trong nha. Ô xin. Xong có tiêu đó chưa? Cố lên. Con nó bị sao hết rồi, đi. Cố lên. Nhiều phần trăm rồi. 20%, 30%. Cũng có đừng nói chết hết nha. Con nó đi với chặt mẹ rồi. Lên. Ba đi mua đâu đủ lúc cờ này không thấy đâu mẹ gì vậy lấy làm gì lọt tiêu đi lấy làm gì